Rất vui được đón chào ngày mới cùng quý vị trong bản tin thời tiết sáng ngày 19 tháng 2. Thưa quý vị, chiều hôm qua thì không khí lạnh với cường độ mạnh từ phía Bắc đã tràn xuống, khiến cho nhiệt độ ở tại các tỉnh thành miền Bắc giảm nhanh, rét đậm rét hại đã xuất hiện trở lại trên diện rộng. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội, đêm qua trời đã chuyển rét đậm khi mà nhiệt độ đã giảm xuống mức là chỉ 8 đến 10 độ C. Còn tại các tỉnh vùng núi thì mức nhiệt độ còn hạ xuống là dưới ngưỡng 5 độ C. Mặc dù tình trạng mưa phùn ẩm ướt có vẻ là đã bớt đi, trời khô ráo hơn, tuy nhiên là do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây hoạt động trên cao, nên ở một vài nơi vẫn còn có mưa rào xuất hiện và dông, làm gia tăng cảm giác rét buốt. Mưa kết hợp với không khí lạnh sẽ khiến cho nền nhiệt độ cao nhất toàn miền trong hôm nay đều không vượt quá được ngưỡng là 15 độ. Ngay cả ở tại các tỉnh thành bên khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ trưa nay cũng giảm mạnh so với những ngày trước và chỉ dao động ở mức là từ 13 đến 16 độ. Tình trạng rét đậm, rét hại trên diện rộng đã quay trở lại và bao trùm khắp toàn miền. Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng thủy văn, đợt rét đậm rét hại này sẽ kéo dài trong khoảng là từ 3 cho đến 4 ngày tới và khả năng băng giá, sương muối và mưa tuyết sẽ lại xuất hiện trở lại tại các tỉnh thành vùng núi phía Bắc. Do đó, người dân tại các vùng núi cao, ngoài bảo vệ sức khỏe cho mình, cần chủ động có các biện pháp giữ ấm cho vật nuôi và cây trồng, giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt gây ra. Không khí lạnh đang dồn xuống sâu khu vực phía Nam, khiến cho khu vực Bắc và khu vực Trung Trung Bộ trời chuyển nhiều mây hơn. Hôm nay, vùng mưa cũng lan nhanh và trải dài, suốt dọc từ Thanh Hóa xuống Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tại các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ trời rét đậm với nhiệt độ chỉ ở mức là từ 13 cho đến 15 độ. Còn các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, trời phổ biến là nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ cao hơn các tỉnh thành phía Bắc khu vực khoảng từ 3 cho đến 4 độ, nhưng mà vẫn còn ở ngưỡng rét với mức nhiệt độ trong khoảng từ 18 cho đến 21 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ thì do nằm xa hơn về phía Nam nên không khí lạnh chỉ tác động yếu đến, nên mặc dù là trời không mưa, ban ngày có nắng, nhưng mà nền nhiệt độ thì cũng có xu hướng là giảm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Quy Nhơn cho đến Khánh Hòa, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ. Riêng ở tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, mức nhiệt độ vẫn duy trì 30 đến 31 độ. Ngày hôm nay, thời tiết tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không có biến động nhiều so với những ngày trước đó. Và trời thì vẫn duy trì tình trạng là ít mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ban ngày thì trời có nắng. Tuy nhiên là không khí lạnh dồn sâu xuống phía Nam cũng khiến nhiệt độ trưa chiều nay có xu hướng là giảm nhẹ. Ở tại khu vực Tây Nguyên thì nhiệt độ sẽ không vượt quá mức là 30 độ, còn ở tại các tỉnh thành Nam Bộ, trưa nay mức nhiệt độ cũng chỉ xấp xỉ khoảng 32 độ. Phần cuối bản tin là những thông tin thời tiết biển. Do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường mạnh, nên hôm nay ở tại khu vực Bắc và khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, đều có gió Đông Bắc với cường độ là mạnh cấp 6, cấp 7 và giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh khiến sóng biển dâng cao từ 2 đến 4 mét và biển động mạnh. Các tàu thuyền không nên ra khơi trong khoảng thời gian này, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, hôm nay gió Đông Bắc cũng sẽ mạnh dần lên với cường độ mạnh cấp 5 và sóng biển dao động trong khoảng từ 1,5 đến 2,5 mét. Các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển này cần phải hết sức lưu ý. Với mức sóng gió như vậy thì có thể gây chao đảo, khó di chuyển cho tàu thuyền, đặc biệt là những tàu thuyền nhỏ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Chúc quý vị một ngày làm việc thật hanh thông và hiệu quả. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin thời tiết tiếp theo.